khởi tố, bắt giám đốc CDC Đắk Lắk cùng các thuộc cấp liên quan vụ công ty Việt Á. Công an tỉnh Đắk Lắk đã khởi tố vụ án, khởi tố 5 bị can, trong đó bắt tạm giam 3 bị can và đang thực hiện khám xét nơi làm việc của giám đốc CDC Đắk Lắk liên quan đến sai phạm khi mua kit test của công ty Việt Á. Ngày 27 tháng 5, trao đổi với Thanh Niên, một lãnh đạo Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Đắk Lắk cho biết đơn vị đã phê chuẩn quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 5 bị can tại Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật CDC Đắk Lắk để làm rõ hành vi vi phạm quy định về đầu thầu gây hậu quả nghiêm trọng trong quá trình mua kit test của công ty Việt Á. Những bị can tại CDC Đắk Lắk bị khởi tố gồm ông Trịnh Quang Trí, giám đốc, ông Trần Thanh Mỹ, trưởng phòng tài chính, kế toán, ông Đặng Minh Tuyết, phó trưởng khoa xét nghiệm, bà Trần Thị Nguyên Hằng, nhân viên khoa xét nghiệm, bà Trần Thị Mai Anh, nhân viên khoa dược. Dòng 5 bị can bị khởi tố, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Đắk Lắk quyết định bắt tạm giam đối với 3 bị can, gồm ông Trịnh Quang Trí, ông Trần Thanh Mỹ và bà Trần Thị Nguyên Hằng. Ngoài 5 bị can tại CDC Đắk Lắk, bà Đinh Lê Lê Na, nhân viên kinh doanh của công ty Việt Á tại Đắk Lắk và Tây Nguyên, cũng bị khởi tố để điều tra về hành vi trên. Công ty Việt Á chi tiền cho giám đốc và các cá nhân tại CDC Đắk Lắk. Theo điều tra ban đầu, từ tháng 7 năm 2020 đến tháng 11 năm 2021, CDC Đắk Lắk đã tạm ứng hơn 87.000 kit test xét nghiệm COVID-19 của một số công ty. Sau đó, các cá nhân thuộc CDC Đắk Lắk đã hợp thức hóa hồ sơ bằng 4 gói thầu mua sắm rồi thanh toán hơn 13 tỷ đồng cho công ty Việt Á và một số công ty khác. Việc mua sắm, thanh toán với đơn giá cao hơn nhiều so với giá thành chi phí sản xuất thực tế của công ty Việt Á đã gây thiệt hại tài sản của nhà nước hơn 6 tỷ đồng. Trong đó, khi CDC Đắk Lắk thanh toán, công ty Việt Á đã chuyển cho bà Đinh Lê Lê Na, nhân viên kinh doanh của công ty Việt Á tại Đắk Lắk và Tây Nguyên, để chi cho các cá nhân tại CDC Đắk Lắk với tổng số tiền hơn 3 tỷ đồng. Cụ thể, chi cho ông Trịnh Quang Trí, giám đốc CDC Đắk Lắk, hơn 1,32 tỷ đồng. Chi cho ông Trần Thanh Mỹ, trưởng phòng tài chính, kế toán, hơn 240 triệu đồng. Ông Đặng Minh Tuyết, phó khoa xét nghiệm, 81 triệu đồng và bà Trần Thị Nguyên Hằng, nhân viên khoa xét nghiệm, hơn 1,36 tỷ đồng. Theo ghi nhận của Thanh Niên, khoảng 11 giờ trưa nay 27 tháng 5, lực lượng công an và viện kiểm sát đã dẫn giải ông Trí cùng các thuộc cấp về trụ sở CDC Đắk Lắk để khám xét nơi làm việc. Hiện, việc khám xét vẫn chưa kết thúc.